65. Ta phải làm tiên phong, giết người Triệu, xông pha đi đầu. Người mới 14 tuổi, có làm binh được hay không còn khó nói. Lát nữa huynh đừng nói linh tinh, ta nhất định phải tổng quân. Được, ta không nói bừa, vậy ngươi cũng không được nói ta. Ta biết, cha ngươi tự trận ở quan ngoại, ở nhà ngươi chỉ còn đúng một nam đinh. Theo luật tần, ngươi cũng không thể nhập quân. Đừng nói nữa, đi mau đi. Phim được thuyết minh bởi TV2S. Chúng ta đến để truyền góp lương thực. Ta đến trước, ta đến trước. Đừng tranh giành, từng người một. Mọi người đừng vội. Từng người một báo số lượng quyên góp. Đăng ký, đằng trước đăng ký. Xếp hàng cho đúng. Dừng. Kiệt huynh, đến đây có việc gì? Yên thái tử bỏ trốn rồi. Đại dương, Yên thái tử giả làm tần binh, trốn khỏi Hàm Dương. Thần đuổi theo, hắn và môn khách đang ở đằng trước. Thần biết có một đường tắt, chỉ cần mấy canh giờ chắc chắn sẽ đuổi kịp Yên thái tử. Thả hắn đi đi. Dân. Xuân Bình Quân, công tử, thái tử, thái tử thoát hiểm, cuối cùng tại hạ cũng đã yên tâm rồi. Đa tạ Xuân Bình Quân quan tâm. Thái tử lâm vào hiểm cảnh, giúp chúng ta truyền tin. Nếu không nhờ thái tử trợ giúp, Lý Mục cũng không thể thắng được Hoàng Nghĩa. Đáng tiếc là không thể tiêu diệt hết quân Tần. Tần quốc rồi sẽ có ngày diệt vong. Đang nguyện cùng công tử thảo phạt Tần quốc. Giật chuẩn bị chút rượu tiếp đón thái tử. Mời, mời. Thái tử ở Hàm Dương đã hơn 2 năm. Phán đoán về Tần như thế nào? Tần quốc từ thân quý cho đến thường dân đều răm rắp nghe lời Tần Dương. Bây giờ Giang Tính Hầu tuy đã chết, Hoàng Nghĩ đại bại với tài Lý Mục tướng quân, những ý đồ đông xuất của Tần Dương chưa chết, đang cho rằng
Tần Dương chiếm cứ lợi thế nhân hòa. Lục quốc thật không thể so sánh với Tần. Tần quốc còn chiếm địa lợi Bắc, Tây, Nam, ba mặt đều không có địch thủ, không cần chi quân phòng ngự. Quan Long ở vị trí cao, hai ải Tiêu Hàm vững như bàn thạch. Lục quốc đi về phía Tây gặp Tần, quả thật khó nhằn. Thái tử nói chí phải. Tần Dương thi hành Tần Triện với thương nhân sáu nước, tuy phải đối mặt với sự cật lực phản đối của nhân sĩ sáu nước, nhưng âm thanh phản đối giảm dần. Ngoài thương nhân Tề ra, ngày càng có nhiều thương nhân Quan Đông làm trái mệnh lệnh, đến cùng người Tần, dùng hiệp ước Tần Triện mưu cầu lợi ích. Đại thế thiên hạ càng lợi cho Tần. Sáu nước hợp tung vẫn có thể chống Tần quốc. Sáu nước muốn thắng Tần quốc, nơi quyết chiến không ở chiến trường mà là ở miếu đường. Nếu sáu nước quốc chính thanh minh, không bị người Tần mê hoặc, Tần Dương sẽ không tìm được thời cơ sang bằng sáu nước. Triệu có Lý Mục, Sở có Hàn Yên, tướng giỏi của sáu nước không thua gì Tần. Nào, báo. Lý Mục tướng quân xin Xuân Bình quân điều 20 vạn thạch lương đến đất Phì, nói với tướng quân lương thảo sẽ đến đúng kỳ hạn. Dân Xuân Bình quân, Lý Mục tướng quân và Dương Tiễn giằng co ở đất Phì cũng nhiều tháng rồi nhỉ. Tên Dương Tiễn này đóng cửa không đánh, cũng chỉ là muốn làm Triệu quân ta kiệt sức. Nào, uống ly rượu này. Phi và Thái tử lần lượt trở về Hàn Yên, giúp Xuân Bình quân chuẩn bị lương thảo. Ba nước hỗ trợ lẫn nhau, cùng chống cường Tần. Chị Dương quân, có thần. Thay quả nhân bái tế. Dân đại nhân, chuyện gì? Sau khi Yên Thái tử Đan gặp riêng Triệu Dật, Hàn Phi đã cử người đến Tề quốc ra sức thu mua quân du như đồng sắt, muối, gạo.
Trọng phụ. Chính Nhi tới thăm người đây. Đại Dương, Đại Dương, đất nước mạnh hay yếu là do dân. Quả nhân cho phép dân của sáu nước vào tầng là để làm yếu sáu nước. Kênh mương sắp được sửa xong, dẫn dân của sáu nước vào tầng chính là thời cơ tốt. Thần sợ dân của sáu nước không muốn rời khỏi quê hương. Thượng Khanh, quả nhân sai người tới Lâm Tri thuyết phục Tề Dương thu mua đồng sắt, để đồng sắt không được vào Triệu. Triệu quốc sẽ ứng phó như thế nào? Quân tư thiếu hụt, quân lực không đủ, Triệu quốc ắt phải hướng Hàn Ngụy cầu tiếp viện. Rồi sửa quốc sách với Hàn Ngụy Sở Yên. Triệu quốc ám hại danh tính hầu của Đại Tần ta, ai dám giúp đỡ quân Triệu sẽ coi là kẻ địch, bị tiêu diệt. Nếu các nước âm thầm vận chuyển quân tư cho Triệu, đây chính là cục diện mà Đại Dương muốn. Trước giờ Yên Triệu luôn có thù, vì thế Yên Dương sẽ không giúp Triệu. Sở không phải là nước mạnh về sản xuất đồng sắt, lại có khoảng cách xa với Triệu quốc, cũng sẽ không giúp Triệu. Hàn Ngụy Sở Tần không dám ngang nhiên, nhưng đạo lý môi khở răng lạnh họ đều hiểu, nên chỉ đành mở rộng đất khai thác đồng sắt để giúp Triệu. Nếu Hàn Ngụy làm như thế, ắt sẽ khiến cho bỏ quan dường tược mà không có lương thực, thì sáu nước đặc biệt dân chúng ở Tam Tấn chỉ có thể đi về phía Tây để cầu cứu Tần. Nếu như thế, dù sáu nước có tề tụ lại một lần nữa, cũng sẽ không thể ngăn cản Đại Tần ta tiêu diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ. Dương Tiện đúng là còn ghê gớm hơn cả Hoàng Kỳ. Tướng quân đưa quân tới điều chỉnh quân ta, hắn lại nhắm mắt làm ngơ. Hắn là muốn đợi lương thảo, binh mã của ta bị tiêu hao hết mới quyết chiến với ta. Mạc tướng chọn ra 100 binh lính dòng khỏe tới trước danh trại của Trần chửi mắng, vũ nhục Vương Tiễn, không tin hắn có thể chịu được. Chiêu này vô dụng với Dương Tiễn, nhưng cũng phải tìm những cái binh sĩ làm, để họ phấn tinh thần chấn không còn ủ rũ. Quan sát động tĩnh của quân Trần, nếu có dị động lập tức báo cho ta biết. Dân Trịnh quốc đưa tới kinh 1.368 thợ sửa kinh, quan lại và mấy chục vạn dân phu, cung nghênh các vị đại nhân. Mời. 10 năm trước đại nhân chỉ mới vào Tần, 10 năm sau đã làm ra việc lớn cào phúc cho muôn dân, thật là đáng mừng. Nếu không có Đình Quý đại nhân thì cũng sẽ không có con kênh lớn này, càng không có ngày hôm nay của Trịnh quốc. Nói như vậy thì công tạo kênh cũng có phần của Lý Tư ta rồi. Nhìn đi, ở ngay phía trước rồi. Dương Chiếu tới. Mời Đình Quý đại nhân đọc chiếu mệnh.
Dương Chiếu. Trời bao la, đất bát ngát. Hôm nay con kinh lớn 300 dặm thông suốt, khiến cho bà con dân chúng không còn lo về hạn hán. Tần cố gắng hết sức nhỏ mọn của mình. Quả nhân dựa trên công lao để đời của Trịnh Quốc, đặc biệt ban tên cho con kinh này tên là kênh Trịnh Quốc, ban cho mấy chục vạn dân Tần sửa kênh, danh nghĩa trung nghĩa, chiếu mệnh. Đại Dương vạn niên, Đại Tần vạn niên, Đại Dương vạn niên, Đại Tần vạn niên. Mở kênh. Tốt quá, bao nhiêu kia. Có nước rồi. Nhìn nhìn, nước kia. Cuối cùng cũng có nước rồi. Tốt. Đây là nước của Tần Quốc ta. Nước của Tần Quốc. Xuân Bình Quân, đây là lương thực cứu trợ của Ngụy Quốc. Đây là muối sắt mà công tử Phi cứu trợ, và cả người Sở quyên góp dây thừng giải bố. Có sáu nước giúp đỡ, người Triệu còn sợ người Tần sao? Tại hạ đã phái người đi kiểm kê, phân loại tích trữ để cho quân dụng. Rất tốt. Vật tư sáu nước cứu trợ đều đã được ghi chép lại. Phim được thuyết minh bởi TV2S.org. Có thể có được không? Nói đi. Cách có được là gì? Đại quân Tần Triệu ở nơi Phì Địa đã nhiều tháng bất phân thắng bại. Kẻ yếu cho rằng tướng quân Dương Tiễn, Lý Mục tướng quân đều là danh tướng hiếm có của thiên hạ, không trong khoảng thời gian dài khó có thể phân cao thấp. Vật tư mấy chục vạn binh mã cần
Ngoài Lương Thảo ra thì là Đồng Sắc. Sao thừa tướng không nhân cơ hội này tích lũy Đồng Sắc để kiếm lời đi, để bù vào phí dụng của tướng phủ sau này? Đa tạ chỉ điểm. Nhược huynh, nếu như có tin tức chiến sự, vẫn phiền huynh thông báo cho bản tướng. Dễ rồi, dễ rồi. Cáo từ. Thừa tướng, dừng bước. Mời. Hôm nay kênh mương lớn của Trịnh Quốc đã thông, ruộng đất Đại Tần màu mỡ. Quả nhân ra lệnh cho quận thủ Tam Xuyên đưa thứ dân vào biên giới, thẳng đến Dị Bắc. Hai vị thừa tướng, có thần. Hai người phụ trách đi theo tiếp ứng, buộc phải đưa thứ dân bình an đến Dị Bắc. Dân, ngự sử, có thần. Đông đốc các huyện Dị Bắc bảo họ chuẩn bị lương thảo, nông cụ, trâu bò cho dân, để họ có thể làm việc ở đây, cắm rễ ở đây. Dân. Đại Dương, lượng lớn lưu dân vào Tần, sáu nước ắt sẽ cảnh giác, e là sẽ cản trở nhiều mặt. Đánh thành đoạt đất là thứ yếu, chủ yếu là đoạt người. Có được người của thiên hạ tức là có thiên hạ, sáu nước không thể ngăn cản. Thượng Khanh đến. Đại Dương, Đại Dương đã hoàn thành việc mua Đồng Sắc của nước Tề. Tề Dương ra cấm lệnh, một xe Đồng Sắc cũng không được vào triệu. Hay. Đồng Sắc đến từ Tân Trịnh, lô hàng cuối cùng, ai ra giá cao thì được. Quân đài, quân đài, giá cả dễ thương lượng, chúng ta bàn riêng có được không? Ta bỏ 20 lượng vàng một xe, ta 30 lượng vàng, ta 50 lượng, ta 60 lượng, 62 lượng. Giá này cao quá đấy. 70, các người 80, 100. Thừa tướng, thế nào rồi? Thừa tướng, điên rồi, điên thật rồi. Hai xe sắt đổi về được 200 lượng vàng, gấp 20 lần so với ngày thường. Sao có thể chứ? Thừa tướng, hoàn toàn chính xác. Mỗi làm ăn này tuyệt đối không thể để cho người khác cướp mất. Lệnh cho các môn khách xuất phát hết, nắm giữ hết con đường vào triệu. Chỉ cần có Đồng Sắc, bắt hết lại cho bản tướng. Dân, mau đi. Hai quân giao chiến, người dẫn theo hai vạn binh mã tập kích trung quân của Dương Tiễn. Rõ. Có gì thắc mắc không? Tướng quân, quân ta thuyết phục Đồng Sắc, kỵ binh có thể vào trọng nhưng không vượt quá 1-2-3 vạn. Nếu như kỵ binh tập kích quá ít sẽ dễ dàng bị Tần quân cản lại dây giết. Còn bao nhiêu xe chiến có thể dùng? 2.000 xe chiến, 800 chiến còn lại bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải thay mới. Còn lại có thể xuất chiến. Tướng quân, Tần quân ép tới rồi. Ba quân bài trận, thay nhau yểm hộ,
rút về doanh trại. Rõ. Rút quân. Tướng quân, quân Triệu đã có ý định rút quân. Mặt tướng xin lệnh dẫn xe chiến xuất kích. Nghe lệnh thu binh. Tướng quân, lập tức truyền lệnh. Rõ. Thu binh. Nghe lệnh thu binh. Tướng quân, nếu như quân Triệu về doanh trại, chúng ta muốn một lần diệt sạch sẽ khó đấy. Thắng bại lần này không ở hai quân giết nhau, mà nằm ở trù bị. Hôm nay giảm đi một trận, quân đội Triệu quốc không dám đối đầu với ta, đủ để thấy trù bị của Đại Dương đã có tác dụng. Quân Triệu, quân tư thiếu thốn đã lui về Duy Cốc, khẩn mong thái tử theo lời hứa về Hàm Đan giúp Triệu kháng Tần. Thái phó, Yên quốc không thể ngồi nhìn Triệu quốc bị diệt. Triệu quốc còn, Tần quân không dễ phạm ta. Triệu quốc mất, Yên quốc ta sẽ nguy hiểm. Triệu quốc xưa nay không hòa hợp với Yên quốc ta. Đại Dương không chịu giúp Triệu cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng Môn Ba ở nước khác đã nhiều năm, quay về kế thành vẫn không làm được việc gì cả. Ta có biết một người, người này thân thuộc Tần quốc, càng hiểu rõ Tần Dương hơn, có lẽ có thể giúp được. Ai? Chính là ở đây. Để ta vào thay ngài gọi y ra gặp mặt với ngài nhé. Ta đi. Được, mời. Người này cả ngày say rượu ham ngủ, nhưng trong lòng có chí lớn. Tráng sĩ, tráng sĩ. Ô Kỳ huynh, đây là Yên thái tử đấy. Phan Ô Kỳ, ân tặng ngựa ngày trước đang khắc ghi trong lòng. Thái tử Đan à, tướng quân đến kế thành, tại sao lại không đến tìm ta? Tần Dương sáu nước truy bắt ta, thái tử cứu được ta hay sao? Tướng quân chỉ có tự cứu lấy mình. Là sao? Nói thẳng, Tần quốc đánh Triệu, phụ vương không nghe lời khuyên của Đan, ngăn cấm đưa đồng sắc vào Triệu. Triệu quốc diệt vong, Yên quốc khó có thể tự bảo. Tướng quân có kế sách gì không? Với sức lực của Yên quốc không thể kháng Tần được. Một đạo phạm như ta thì có kế sách gì chứ? Cũng đúng thôi. Triệu Xuân Quỳnh quân mời thái tử và hàng công tử phi đến Hàm Đan bàn kế kháng Tần. Ngày mai ta sẽ khởi hành. Phan tướng quân, ngài sống tạm ở phủ ta, có nhu cầu gì cứ phân phó là được. Chờ đã. Ta có kế sách giúp Triệu.
Công tử, công tử, Ngụy Thiêm đại nhân đã đến, chỉ đợi công tử và thái tử yên thôi. Mời, mời. Tần tướng Dương Tiễn với Vũ An Quân đang có trận ác chiến. Đúng lúc này Tề Dương cấm đồng sắc của Tề nhập vào Triệu Quốc, nham hiểm như vậy, Ngụy Quốc quyết sẽ không thấy chết mà không cứu. Giật thay mặt Triệu Quốc đa tạ Ngụy đại nhân trước. Hiện nay tài nguyên quân sự của Triệu Quốc đang rất hiểm nghèo, đặc biệt là đồng sắc đã tiêu hao hết rồi. Bây giờ chỉ có thể cuốn rũ, không thể xuất kích. Quân sự cấp bách, mong hai quốc Ngụy Hàn giúp đỡ. Xuân Bình Quân muốn hai quốc Ngụy Hàn giúp đỡ như thế nào đây? Gửi lời đến Ngụy Dương, Hàn Vương xóa bỏ lệnh cấm đúc đồng sắc riêng, đồng sắc lưu hành trong dân gian rồi nhập vào Triệu Quốc. Xuân Bình Quân, Triệu Quốc nên xóa bỏ lệnh cấm tự ý đúc đồng sắc trước, rồi xem có thay đổi được gì không. Công tử, quốc gia ta đất bạc cằn cỗi, vốn dĩ sản lượng lương thực đã không nhiều. Nếu để người Triệu Quốc khai quán và luyện đồng, ắt sẽ thiếu hụt lương thực. Đến lúc đó người Trần Quốc dù không đánh Triệu, thì quốc gia ta cũng khó mà tồn tại được. Công tử, tam tấn có quan hệ mật thiết, Triệu Quốc gặp khó khăn, hai quốc Ngụy Hàn ta có trách nhiệm giúp đỡ. Đại nhân nói rất có lý, nhưng không thể cứ gật đại được. Để Ngụy Hàn xóa bỏ lệnh cấm được, tại sao? Việc đồng án là cốt lõi của lập quốc. Hàn Ngụy xóa bỏ lệnh cấm tự đúc đồng, ắt sẽ ảnh hưởng đến việc canh tác ruộng đồng. Xóa bỏ lệnh cấm này có tác dụng trị ngọn chứ không trị tận gốc, còn làm liên lụy đến hai quốc Ngụy Hàn, lại vừa không thể giải quyết được nỗi lo cho Triệu Quốc. Nhưng bây giờ Tần Quân đã lấy đất màu mỡ, cứu viện cho Triệu Quốc ta trước. Hàn Ngụy cởi bỏ lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, cho dù có thể tạm thời giải quyết khó khăn cho Triệu Quốc, sau này tam tấn đối đầu thế nào được với Tần đây? Xuân Bình Quân, lời của công tử cũng có lý. Việc xóa bỏ lệnh cấm tự ý đúc đồng này vẫn nên cẩn trọng. Xuân Bình Quân, thái tử Yên Quốc đến. Thái phu Cúc Vũ đã đàm phán với Hung Đô rồi, sau này đồng của Yên Quốc sẽ chuyển từ phía Bắc Yên Quốc đến vùng đất màu mỡ. Thật sao? Nhược điểm duy nhất là đường đi rất xa, làm hao phí nhiều nguồn lực. Phí vận chuyển đến vùng đất màu mỡ bình thường cũng cao gấp 5 lần. Triệu Quốc có thể gánh vác được. Được. Thái tử, công tử, đại nhân, thái tử. Thái tử Yên Quốc ra tay, cứu Hàm Đan ta, cứu được Triệu Quốc ta. Các vị, mượn đất người Hung Nô vận chuyển đồng đến Triệu Quốc không phải là kế sách lâu dài. Nếu thái tử đã đến rồi, chúng ta nên nhanh chóng đến Lâm Tri thuyết phục Tề Dương phản bội lại Tần. Công tử, việc này cứ để đó đi, ta còn phải kính tạ thái tử Yên Quốc cho tốt đã. Thái tử, mời. Mời. Công tử đã đắc tội với Xuân Bình Quân rồi đấy. Thừa tướng,
Có chuyện gì? Giá đồng đang suy giảm mạnh, hàng của chúng ta giá lại quá cao, không có ai mua hết. Công bố giá của số hàng tồn động này đi. Nếu nói rõ giá cả bây giờ thì những mặt hàng đã mua về trước kia đều mất trắng đấy ạ. Không thể nào chứ. Mấy ngày trước bản tướng còn kiếm được 5 vạn thiên kim, đồng của Triệu Quốc có đến 8-9 phần đều nằm trong tay của thừa tướng ngài. Giá cả giảm mạnh, tổn thất của thừa tướng sẽ là lớn nhất đấy. Nhất định sẽ có khách. Nhất định sẽ có khách. Thừa tướng, nói. Nhược Huynh, cuối cùng thì Huynh cũng đến rồi. Ta đã tìm Huynh khắp nơi. Vừa rồi ta đã tìm ra nguyên nhân khiến cho giá đồng giảm mạnh, nên đã thúc ngựa đến tìm thừa tướng ngay. Số cuộc là những gì? Giá đồng suy giảm là do có người dở trò. Nói rõ ràng hơn đi. Có người ép thừa tướng tự ý vận chuyển đồng đến cho Lý Mục. Nếu thừa tướng có thể đến vùng đất màu mỡ điều tra rõ ràng nguồn gốc của đồng, ta sẽ mật tấu với đại dương. Đại dương sẽ có thể phái người chặn đứng khuyết thiếu này. Tướng quân bảo vệ vùng đất màu mỡ, bảo vệ Hàm Đan, bản tướng thay mặt đại dương thái hậu đến đây để cảm tạ. Thừa tướng đích thân đến tiền tuyến đã đem lại khí thế cho quân sĩ, chứ không đem đến không khí thất bại ở Hàm Đan. Hàm Đan là hậu phương của quân sĩ tiền tuyến đấy. Sao tướng quân có thể nghĩ xấu về nó như vậy? Lão thần còn nghe nói trong thành Hàm Đan muốn có một xe đồng phải trả giá 100 vàng. Thừa tướng chủ trương như thế nào? Quốc gia có còn là quốc gia không? Các tướng sĩ còn khí thế gì để bảo vệ Triệu Quốc chứ? Tài nguyên quân sự như muối sát đồng đều rất khan hiếm. Đó là hành động của người Tần, không liên quan gì đến bản tướng. Nếu tướng quân có thể sớm ngày đánh bại người Tần, Hàm Đan sẽ không thiếu sót gì hết. Ý của thừa tướng là Lý Mục ta và các quân sĩ ở tiền tuyến có lỗi với Triệu Quốc sao? Bản tướng không có ý này. Mời. Tướng quân Tướng quân với Dương Tiễn đã đồng hành với nhau bao lâu rồi? Mấy tháng. Vậy tại sao tướng quân không chủ động tiến công, lại lệnh cho 10 vạn tướng sĩ ở đây vô ích chứ? Lẽ nào thừa tướng không biết khó khăn của quân ta hay sao? Trước đây có thiếu đồng thật, xe ngựa và các dụng cụ vẫn chưa được sửa, không thể tham chiến. Nhưng ta nghe nói khó khăn này đã được giải quyết. Tướng quân đã làm thế nào thế? Đương nhiên là mua đồng giá cao từ tay thừa tướng rồi. Tướng quân nói đùa rồi. Thừa tướng, sứ mệnh của tướng sĩ đã hoàn thành rồi.
xin bẩm báo với đại vương, thái hậu, tướng sĩ biên giới ta tuyệt đối sẽ không cho Tần quân bước một bước vào vùng đất màu mỡ. Phim được thuyết minh bởi tvhs.org. Thưa tướng, ta đã điều tra được nguồn gốc đồng trong quân doanh rồi. Chương 9.